ăn món xương heo nè mọi người. Đó, hôm qua không quay clip rồi, hôm nay là mới quay thôi. Đà quay mình ăn món sườn heo. Xương heo chứ không phải là sườn heo. Đây, nè. Đó, xem kìa. Hè là hai chồng rảnh lắm. Tung tăng ở ngoài đúng không? Quá là gần nhà mình luôn mọi người. Hôm qua không có quay clip được rồi đó. Thành ra là hôm nay tranh thủ đi ăn trưa để quay clip ăn cho mọi người xem. Chứ thật ra là hôm nay hai chồng mình không phải đi chơi mà đi bận đi làm đó, mà tranh thủ đi ăn trưa nè mọi người. Không lẽ hôm nay mình bận á. Bận cho nên hôm qua không có đăng clip được. Đây kìa, bắp ba tôi. Ô, kích cơ. Bắp ba xì gà đi tôi. Ra ăn cùng mình mọi người ơi. Sao mà ăn món hàng á, món này cũng cay chứ. Ở đây là xương á, xương heo mà cái xương nó nằm ở kêu bằng cái gì ta, xương sống á mọi người, xương sống luôn nè. Đó, nó nằm như là cái xương sống luôn á, mà nấu rất là lâu luôn, cái này hầm rất là lâu luôn á. Và trong đây á có cái này là lá củ cải trắng mọi người, cái người ta phơi khô á, người ta phơi khô xong rồi khi mà nấu, người ta đem mà nấu nó nở ra như thế này nè. Kim chi củ cải nhìn là biết nó chua rồi nè. Xà gầy cơ một ít cơ sợ. Nhìn là biết chua, mình lại thích ăn chua, ăn kèm với cơm trắng nha. Chồng đi ăn cơm trưa mà như đi đánh gặp vậy đó, chạy gấp gấp, tại vì một chút nữa là mình có hẹn với khách hát mọi người, cho nên là đi ăn xong rồi chạy gấp gấp luôn. Quên cái bà lên mật á, cấp hết một phần xuống. Nó hầm rất là nhiều luôn, mềm, nó xuất ra luôn á. Ít cơ chỉ. Ở đây có cho dưa leo với là chấm cái đậu tương rồi mọi người. Cái đậu tương này, cái loại này á, ở quán ăn người ta tự làm à, chứ không, cho nên cái màu nó không có được đẹp như là mình mua là cái màu nó đỏ hơn. Có loại ớt này là loại ớt cay nhất ở Hàn Quốc mọi người, nhưng mà nó không có cay bằng ớt hiểm Việt Nam mình đâu. Ớt hiểm Việt Nam mình chấm vậy là ăn cay.
ta nói ăn như chết đói, đúng rồi đó, chết đói thiệt luôn á. Tại hai chồng giờ này gần 3 giờ chiều rồi mọi người, hai chồng mới đi ăn trưa cho nên là đói quá, ăn như chết đói luôn hả. Tham được súng chuan rồi. Rồi mình nói cái món này là nhà hàng người ta cũng hay nhậu bằng món này đó mọi người. Làm như khoái nhậu lắm, cái clip nào cũng nói nhậu á. Con Dương Thanh cho lấy. Được rồi. Hả? Thử không? Hả? Thử không? Anh cho nước rồi. Đúng. Chỉ có một tay luôn cho anh. Đi. Ốc thật. Mình gọi tối nay hai chồng mình nhậu đi, chồng mình nói thôi nhậu giờ. Mình nói nhậu giờ không có tiền đâu mà kêu người lái xe. Tại bên đây nhậu là phải thuê người lái xe về nhà mọi người. Mắc lắm á. Chạy xe đi luôn cho nội mày á, chi bốn. Ba nghìn cho nó. Giờ đi đi chip cả tốt. Biết sao từ đấy. Trong vòng mấy cây số á mọi người, giống như vài cây số á, 2-3 cây, 4-5 cây số trong vòng vậy là tầm 200 mấy chục ngàn á, 200 mấy chục ngàn tiền lái xe á, mắc ghê không. Thôi nghỉ nhậu luôn cho rồi. Bởi ngày là chồng mình đi nhậu là chồng mình không có lấy xe đi. Lấy xe đi còn mắc hơn thì mình đi taxi nữa. Cho nên thôi đi taxi đi cho nó tiện. Cái đi là tại vì xuống một cái hát taxi hát à. Thế là bị bụt xa. Lạ xua là taxi bị bụt xa. À công. Khoro thế. Khoro 보다 보면 아침 되겠지 뭐. 그렇게 쫓다 버렸지? 500m 50m 가면은 이렇게 아니야. 꽤 같아. quán này á mọi người không có ghế ngồi, chỉ có ngồi dưới, ở dưới nền nhà thôi à. Kiểu như làm theo cái kiểu ngày xưa á mọi người, có cái tấm thảm vuông vuông gì là ngồi dưới nền nhà á. Ai mà không thích ngồi vậy á là không thích vô quán này đâu. Tại ngồi gì nó cũng hơi bất tiện, thật ngồi ghế ngồi bị đau lưng rồi bị đau chân á. Nhưng mà nhiều người á có em bé hay là nhà có em bé gì nọ đó hoặc là người lớn tuổi người ta lại thích vô quán vậy, tại được ngồi dưới cho thoải mái. Con mình được chạy vòng vòng cho nó tại nó rộng. Quá. À, tức rồi. Tức rồi. Hờ. Khá cho sức. Ủa, lương ba màu tức kê. Quên. Ừ. Cái gì mê gì? Tức rồi, đẹp còn đẹp. Nãy giờ quên để xa quá, giờ ăn gần hết rồi lôi lại để gần. Cái gì đó? Kim chi bưởi. À, người hàng ăn vậy đó mọi người, bỏ bắp hạ nọ đó. Đó, người hàng ăn cũng hay bỏ cơm vô, mọi người bỏ nguyên chén cơm vô, cái trộn trộn lên ăn. Cái lá của cải trắng này nè là giống như người ta thu hoạch của cải trắng vô cái người ta lấy lá người ta phải khô
ta để dành. Là bình thường nếu mà nhà ở chung cư này kia ở trên thành thị người ta không có làm, còn mà những người mà ở dưới quê mọi người giống như người ta có vườn á, người nhà người ta rộng đó, người ta có cái sân này nọ người ta phơi á, là hình như là hầu như ai cũng phơi cái lá này để dành hết, để dành cho đến mùa khác ăn, tại vì mùa củ cải là mùa đông, cà phê để dành là mùa khác không có, để mùa khác khỏi đi cần đi mua. Người dưới quê là giống người ta hạt đỡ tốn tiền rau cải rau củ này nọ, người hàng tiết kiệm cực kỳ luôn, mấy bà già ở hàng mọi người cứ tiết kiệm cực kỳ luôn, không phải là họ không có tiền mà tiết kiệm nó ngang mà giống như là cái đó là cái văn hóa rồi, nó ẩm nó ẩn sâu vào trong máu rồi, người ta rất là tiết kiệm. Đi đường thấy bà già ngồi vậy á, bán mấy cái rau vậy không được nhiêu gì đó, nhưng mà ủa giàu lắm đó, chứ không phải là người ta nghèo người ta đi bán đâu, tại vì người già bên đây người ta thích đi làm, người ta thích hoạt động. Chồng mình ăn xong rồi mọi người ơi, mình chưa xong, nhưng mà thôi để chào tạm biệt mọi người đi rồi ăn tiếp. Rồi hôm nay mình quay đến đây thôi mọi người ơi, nhấn đăng ký kênh ủng hộ gia đình nha.